Màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập lần này chính là các cấp độ của màu xanh. Đó là màu xanh của bầu trời, của núi rừng, màu xanh của biển cả mênh mông và sắc xanh của đồng bằng rộng lớn. Tất cả được kết hợp với nhau một cách hài hòa và độc đáo. Mỗi màu xanh mang hình ảnh ẩn dụ của những môi trường sống xung quanh chúng ta. Góp phần làm nên điểm nổi bật cho buổi triển lãm là những chiếc nón lá được sưu tầm trải dài từ Bắc vào Nam và trang trí bên trên những bộ áo dài. Đặc biệt, trong bộ sưu tập lần này còn có những chiếc áo dài mang sắc xanh của những người nổi tiếng như diễn viên múa Linh Nga, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy hay nhà thơ, nhà báo, nhà văn Đặng Vương Hưng. Ngoài ra, đến với triển lãm, quý khán giả còn có thể chiêm ngưỡng những chiếc áo dài đặc sắc được thiết kế dựa trên nét vẽ hồn nhiên của các em thiếu nhi trong cuộc thi Nét Vẽ Xanh. Từ nay đến ngày 30 tháng 7 năm 2019, triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa chào đón quý khán giả yêu những thiết kế áo dài tại Áo Dài Exhibition số 77 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.